Kem Dimezini đang là sản phẩm siêu hot trên thị trường. Không phải ai cũng biết được nó hiệu quả đến mức nào và công dụng tuyệt vời khi sử dụng sản phẩm này là như thế nào. Chính vì vậy, trong video này, Shop Giúp Bạn Trẻ Đẹp bên mình sẽ nói về cách sử dụng và những công dụng tuyệt vời dòng sản phẩm kem Dimezini đang nổi đình đám này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nhắc đến công dụng của kem Dimezini, thì sản phẩm luôn mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho người dùng. Thứ nhất là kem Dimezini có khả năng đặc trị các loại mụn nặng như mụn trứng cá, mụn bọc, mụn viêm, mụn đầu trắng, mụn đầu đen, mụn mủ và ngăn ngừa mụn quay trở lại. Ngoài ra, kem Dimezini còn có khả năng loại bỏ chất nhờn, kháng viêm, diệt khuẩn và se khít lỗ chân lông giúp bạn có làn da mềm mại và mịn màng, như gái 18 vậy đó. Tiếp theo là khả năng cấp ẩm và se khít lỗ chân lông. Vì bởi da khô nhìn bạn rất thiếu sức sống, nhìn khuôn mặt cứ như bị thiếu ngủ rất mệt mỏi, không có một chút năng động hay quyến rũ nào cả. Nhưng khi dùng sản phẩm này giúp sẽ da được cấp ẩm nên da trở nên căng mọng, lỗ chân lông se khít, làm da mịn màng, làm cho bạn trang điểm nhẹ nhàng thôi cũng rất cuốn hút rồi. Ngoài ra nó còn cải thiện da không đều màu, xỉn màu, giúp da tươi sáng hơn, làm cho nám tàn nhang mờ hẳn và hỗ trợ trị mụn nữa nhé. Khi sử dụng kem Dimezini này, chị em nên áp dụng các bước đúng cách. Đầu tiên, chị em nên loại bỏ bụi bẩn bằng cách sử dụng bông tẩy trang thấm nước tẩy trang, lau qua các điểm trên vùng mặt. Sau đó, sử dụng sữa rửa mặt chuyên dụng phù hợp với da để làm sạch mặt. Bước tiếp theo, chị em sử dụng nước hoa hồng để cân bằng độ ẩm trên da. Sau khi da mặt thẩm thấu hết các tinh chất hoa hồng, chị em sử dụng một lượng kem Dimezini chấm lên 5 điểm trên khuôn mặt. Dùng các đầu ngón tay massage cho kem thẩm thấu vào da. Sau đó vỗ đều lên mặt để kem được thấm hơn và thực hiện động tác này khoảng tầm 2 đến 3 phút là được. Nếu bạn chưa hiểu cách sử dụng kem Dimezini đúng chuẩn để cho da được đẹp nhanh và an toàn thì hãy nhắn tin để nhân viên của shop tư vấn cho bạn hiểu hơn nhé. Kem Dimezini hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem Dimezini hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.